Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có một sản phẩm phải nói là cực kỳ là chất lượng luôn. Đây là một trong số những siêu phẩm mà ít có trên thị trường. Và nếu như không tìm hiểu về chiếc xe này thì rất ít người biết về nó. Đây là một chiếc xe phải nói là cực kỳ là hữu dụng luôn. Ford Fiesta mọi người nhá, được sản xuất năm 2018. Đời áp chót, đời cuối cùng của Ford Fiesta. Động cơ 1.0 EcoBoost mọi người nhá. Đó. Màu đỏ mận. Chiếc xe này của em có ưu điểm cực kỳ lớn, đó chính là được sử dụng một chủ từ đầu. Đó, một chủ từ đầu với cái phân khúc tiền chỉ 300 triệu thôi thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý. Đó. Đây mọi người nhìn cho em nhá. Xe sử dụng một chủ từ đầu, bốn quả lốp zin nguyên bản theo xe ạ. Đó, ở đây em sẽ quay cho mọi người xem cái lốp zin nguyên bản theo xe mọi người nhá. Mâm thì không hề bị chém xước gì cả. Về tổng thể nước sơn này thì rất là ổn luôn. Với cái khả năng vận hành êm ái và mượt mà của chiếc xe này thì thật sự rất là hợp lý với chị hoặc là anh chị khách hàng nào muốn mua một chiếc xe đi phố nhỏ gọn thì chiếc xe này cực kỳ là hợp lý luôn. Một chủ từ đầu xe thì rất là được chăm sóc rất là cẩn thận tại chính hãng luôn mọi người nhá, tại Ford chính hãng luôn. Đây lốp này mọi người có thể xem thấy năm 2018 này. Zin nguyên bản theo xe, cả bốn quả luôn mọi người nhá. Lốp sô cua trong này còn chưa hạ luôn. Em quay luôn cả biển số để mọi người có thể check test lịch sử của chiếc xe này thoải mái. Bởi vì chiếc xe này được bảo dưỡng full định kỳ tại hãng luôn, 47.000 km mọi người nhá. Xe rất rất là mới luôn, thật sự là rất là đẹp. Đây mọi người nhá, Ford Fiesta. Đó. Màu đỏ mận. Dáng hatchback mọi người nhá, dáng hatchback này nhỏ gọn, chạy thì sẽ rất là tiện mà nó rất là gọn. Ngoài ra nữa thì chiếc xe này như mọi người đang nhìn thấy đây thì chủ xe này đã lắp thêm một hệ thống camera 360 nữa. Đó, một chủ từ đầu mới nhá, xe được trang bị thêm camera 360. Đấy, sơn zin còn nhiều. Tất nhiên là không còn 100% rồi, có một vài điểm xước sát lại thì cũng đã tuốt tát lại là chuyện bình thường rồi nhá. Nhưng mà chất lượng của chiếc xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì là được bảo dưỡng full tại hãng này. Ngoài ra thì chạy có 47.000 km thôi. Tính ra thì bây giờ mỗi năm đi khoảng 7-8 nghìn cây thôi. Nó rất là ít mọi người nhá. Chạy rất là ít. Xe rất là mới luôn. Thật sự là còn rất là đẹp. Và bên em thì vẫn hỗ trợ mọi người vay trả góp cho chiếc xe này lên đến 70% luôn. Đó. Đây, bây giờ là đến khoang nội thất bên trong. Rất là rộng rãi và đã có ghế da rồi mọi người nhá. Có thảm trải sàn 5D. Đó. Rất là tiện lợi. Điều mà đặc biệt nhất đối với chiếc xe này ấy thì cá nhân em thấy là nó sử dụng động cơ EcoBoost. Đó, đây là bản S mọi người nhá. Fiesta S. Đó. Bản này là bản cao cấp nhất đấy ạ. Bản hatchback, dáng hatchback phiên bản cao cấp. Bản S cho nên là được trang bị thêm nhiều đồ chơi. Form dáng của nó cũng đẹp. Đây mọi người nhìn nhá, lốp sô cua còn zin nguyên bản chưa hạ luôn. Đấy. Chiếc xe này một chủ sử dụng từ đầu nên là xe rất là mới và được trang bị nhiều đồ chơi rất là cẩn thận luôn. Đây, mọi người nhìn nhá, một vài cái điểm nhỏ thì vẫn còn xước sát nhỏ nhỏ thôi, chất lượng thì phải nói là tuyệt vời luôn. Các anh chị nào mà muốn mua xe cho gia đình sử dụng hoặc là mua thêm cho chị nhà đi thì chiếc xe này cực kỳ là hợp lý luôn. Rất là rộng mọi người nhìn nhá, không gian bên trong thì rất là rộng rãi và thoải mái. Đó. Trần xe thì còn sáng và sạch mọi người nhá. Nếu như mà so với chiếc xe này với những chiếc xe ở trong phân khúc thì em nghĩ rằng là hiếm có chiếc xe nào đẹp hơn chiếc này đấy. Bởi vì đây là một trong số những cái sản phẩm mà phải nói là gọi là hàng 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 siêu phẩm rồi. Rất là đẹp luôn. Bảo dưỡng định kỳ và chăm sóc rất là đầy đủ. Ở ngoài ra ấy, cái động cơ EcoBoost này chạy rất là thích mọi người nhá. Sẽ có đầy đủ những cái tính năng an toàn và công nghệ. Ví dụ nha mọi người nhá, ở trên chiếc xe này thì đã được trang bị thêm một cái màn hình Android thông minh rồi và được trang bị thêm hệ thống camera 360. Được lắp thêm. Tiếp theo nữa đó chính là ở trên chiếc xe này, ở trong phân khúc hạng A duy nhất chiếc xe này thôi là em thấy là được với cái giá tiền này khoảng hơn 300 triệu thôi là đã thấy được là nó đã có thêm nhiều đồ chơi camera 360 này, có màn hình này và có đặc biệt là có đèn auto. Đó, có đèn auto, gạt mưa auto. Đó. Mọi người nhìn nhé, cái nội thất nó rất là mới luôn.
hơn 300 triệu cho mẫu xe này thì cá nhân em thấy xứng đáng. Bác nào mà mua được chiếc xe này thì thật sự là rất là có duyên và rất là may mắn, bởi vì mua được một chiếc xe rất là đẹp luôn. Trang bị camera 360, đèn auto, gạt mưa auto. Đó. Mấy khi mà ở trong phân khúc hạng A đã được trang bị những cái option này. Và mọi người thấy cái mạ chrome này rất là sáng luôn. Đó. Đây, mọi người nhìn nhá, xe rất là mới và đẹp. Vô lăng zin nguyên bản theo xe. Đầy đủ luôn. Xe chạy 47.000 km. Đó. Cần số đây, rất mới. Xe thật sự là rất là mới luôn ạ. Đó. Phiếu bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là 52.000 mọi người nhá. Đó. Đây, Ford Ando. Hiện tại là đang được 47.000, bác nào mua thì chạy đến 52.000 là chúng ta có thể đi bảo dưỡng được. Đây mọi người nhìn nhá, xe thì rất là mới luôn. Form dáng thì rộng rãi nhất ở trong cái phân khúc này. Chạy thì đầm chắc và thích. Đầy đủ option. Đó, mưa là chúng ta rất là tiện lợi, đặc biệt là các chị phụ nữ đi thì rất là tiện. Là buổi tối là không cần phải bật đèn, tự động nó sẽ bật lên. Cũng như là đến lúc trời mưa là nó tự động nó gạt mưa, nó rất là tiện. Đó, hoặc là gia đình nào mà cần một chiếc xe nhỏ để đưa đón các con đi học thì chiếc xe này cũng rất là hợp lý. Thật sự là rất là đẹp. Đó. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Ford Fiesta bản S sản xuất năm 2018, động cơ 1.0 turbo màu đỏ mận, chạy 47.000 km zin, 4 lốp theo xe, lốp sơ cua ạ. Thật sự là rất là đẹp. Như thế này thì bên em bán với giá là 355 triệu mới nhá. 355 triệu. Các anh chị nếu như có nhu cầu mua chiếc xe này thì có thể liên hệ với bên em hoặc là alo trực tiếp cho em để cùng trao đổi và thương lượng về giá cả. Bên em vẫn hỗ trợ trả góp 70% cho dòng xe này. Địa chỉ hàng em ở số 168 đường Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Các anh chị bớt chút thời gian qua đây để xem xe và trải nghiệm về dòng xe này cùng bên em mới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.